nếu mà thấy Lộ sân khấu. Lộ xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đến sát hoa và bay của Sài Gòn Thánh Thời. Thì nếu mà quý vị gửi mà quý vị không có thấy mà Lộ trao đó, có thể là Lộ trao ở trong hoặc ở ngoài, và tùy theo bạn diễn viên có mặt ở sân khấu hay là không hay đứng ở trong. Cho nên hy vọng là mọi người sẽ thông cảm nha. Mọi người có thể chắc lại nếu mà không thấy, thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho bạn những cái mùa này, mấy bạn nhận từ sát rất là vui. Hy vọng là quý vị cũng sẽ đồng hành cùng Sài Gòn Thánh Thời để các bạn diễn viên sẽ có cuộc sống mà thu nhập tốt hơn trong mùa vừa. Và riêng với ngày 22 tháng 8, đoàn sẽ có một buổi ra mắt phim Thiếu Tướng Lưu Tô Buôn Đẻo Đường Đời mùa thứ hai. Hy vọng là mọi người sẽ tới sớm, bởi vì chương trình sẽ bắt đầu lúc 18 giờ, sẽ có sự góp mặt của các đoàn mà Sài Gòn Thánh Thời đã tham gia quay, giao lưu ekip quay hình. Và buổi đó vừa ra mắt phim mà vừa ra mắt MV ca nhạc, nhạc phim luôn. Cho nên hy vọng là quý vị cũng sẽ đến thật là sớm để ủng hộ diễn viên và ca sĩ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay bây giờ nhận lời tiếp theo, ai chưa có vé mình giơ tay lên. Còn có vé rồi, chúng ta sẵn có bắt đầu dò số quý vị được nha. Vô vàng cho bạn MC sắp sửa thi thố nhà, còn hai thằng
ơn quý vị, 26 lần số may mắn vòng loại này luôn. Ở bên dưới mình kiểm tra giúp em 4 con hàng ngang là đoạt giải nha. Mình tiên nhanh lên sân khấu để em dò vé cho mình luôn à. Dạ, tiếp bước theo vòng loại cũ, chúng ta sẽ đến với vòng loại mới. Các thành viên vẫn đang rảo bước, phục vụ chúng ta đã vé vấn mình giá như cũ là 30.000 đồng. Đó là mong quý vị sẽ đầu tư tham gia tham dự để tìm kiếm cho mình cơ hội nhận về cho mình giá trị giải thưởng, đó là voucher mua sắm trị giá 2.500.000 đồng trong vòng loại đặc biệt này luôn ạ.